Chào các bạn đang xem kênh Sacobi Channel. Hôm nay mình sẽ làm một clip để nói về vấn đề chạy rô đai của xe XMAX 300. Anh em hay nghe cái cụm từ là chạy rô đai á, thì tại sao chúng ta cần phải chạy rô đai và chạy như thế nào mới gọi là đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để có được một cái tuổi thọ tốt nhất cho cái động cơ xe của mình. Đối với các động cơ chi tiết mới đó các bạn, xung quanh cái quá trình thành phẩm á, nó vẫn còn những cái ba dớ, thì cái rủi ro có thể xảy ra là những cái ba dớ nó kẹt vô bề mặt chi tiết đó, thì khi mà chúng ta vận hành mà không đúng với quy cách á, nó sẽ gây ra tổn thương bề mặt nha các bạn. Cái ba dớ này có thể chạy khắp nơi trong cái động cơ của mình. Đối với cái dòng Yamaha XMAX 300 này á, thì Yamaha họ có quy định 3 móc chạy nha các bạn. Thì cái móc đầu tiên mình nói tới á, là từ 0 đến 1.000 km. Trong cái khoảng 0 đến 1.000 km này, họ khuyến nghị chúng ta không nên chạy quá 4.500 vòng. Ví dụ như các bạn khi mà các bạn lên ga vượt quá 4.500 vòng á, nó cũng không vấn đề gì, cũng không đến nỗi. Nhưng mà các bạn đừng có duy trì cái mức trên 4.500 vòng quá lâu, như vậy là không nên. Và khi chúng ta chạy đến cái móc 1.000 km rồi á, thì chúng ta phải thay lọc nhớt nè, thay nhớt máy nè và nhớt láp. Đó là cái móc chạy đầu tiên nha các bạn. Ở cái móc chạy thứ hai là từ khoảng 1.000 km đến 1.600 km thì ở cái móc chạy này chúng ta không nên chạy quá 5.400 vòng. Và khi chúng ta đạt tới cái móc mà 1.600 km rồi á, chúng ta vẫn không cần phải thay nhớt, thay lọc hay là thay nhớt láp gì hết. Ở cái móc thứ ba cũng là cái móc cuối cùng, khi mà chúng ta đạt được 1.600 vòng rồi các bạn, thì ở cái khoảng thời gian, cái khoảng móc này nè, số km này trở đi nè, các bạn có thể sẵn sàng chơi. Nhưng mà họ vẫn khuyến nghị chúng ta là không nên để cho cái xe vận hành ở trong cái khoảng red zone đó. Thì cái đó là cái cách vận hành tối ưu cho cái xe và để giữ cho cái xe và cái khối động cơ của chúng ta nó có một cái tuổi thọ tốt nhất. Thì tùy theo nhu cầu vận hành chạy của anh em và anh em có một cái cách chạy hợp lý cho mình. Cái đó là của Yamaha. Còn thằng Honda thì nó có một quy định khác, là trong cái khoảng từ 0 đến 1.000 km họ không khuyến nghị chúng ta chạy quá 3/4 ống ga. Ví dụ như các bạn vặn cái ống ga này nè, các bạn chia ra 4 phần thì các bạn đừng nên vặn quá 3 phần ga. Mỗi hãng nó sẽ có một cái khuyến nghị khác nhau và mình nghĩ rằng á, nhà sản xuất họ rất hiểu về cái xe của họ. Và họ đưa ra cái gợi ý là cái gợi ý tốt nhất cho khách hàng để giữ lấy được cái tên tuổi của hãng cũng như là cái tuổi thọ của chiếc xe và giá trị của cái xe. Các bạn cứ tham khảo, nếu các bạn thấy đây là một cái khuyến nghị hay từ hãng thì các bạn cứ lưu lại, lấy nó làm cái kiến thức để áp dụng cho chiếc xe của mình. Còn nhiều anh em vẫn mua xong đóng ga chạy đùng đùng thì cái đó mình không có góp ý là tốt hay xấu nha. Nhưng mà riêng cá nhân mình thấy hãng đưa ra những cái khuyến nghị tốt thì mình sẽ chọn cái phương án là làm theo hãng. Rồi đây cũng là những cái clip cuối cùng của năm rồi các bạn. Mình chúc các bạn qua năm mới được cái quan trọng nhất là gia đình được hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nha các bạn, sức khỏe dồi dào nữa. Mình cảm ơn các bạn và đặc biệt là mình gửi lời cảm ơn đến các bạn chủ xe của chiếc XMAX 300 này, là đây đối với mình đây là một cái anh Benjamin bất ổn nha, rất là chịu chơi nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn chủ xe.